Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị thân mến, gạo lứt hay còn gọi là gạo dằn, gạo lật là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chưa được sát bỏ lớp cám gạo. Loại gạo này rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là các sinh tố và nguyên tố vi lượng. Nhắc đến gạo thì người ta thường nghĩ đến nấu thành cơm hoặc thổi xôi. Nhưng với gạo lứt, các nhà khoa học cho biết sử dụng theo cách này, tác dụng của nó sẽ tăng lên gấp bội, đặc biệt cực tốt trong việc giải độc gan, đánh bay sỏi thận. Hơn thế, đây là cách dùng gạo lứt được bác sĩ hàng đầu tại Mỹ Renee Greathouse tiết lộ và khuyên dùng cho các bệnh nhân gan hay kể cả người bình thường sử dụng đều rất tốt. Vậy cách sử dụng gạo lứt tôi đang nói ở đây là gì? Nó mang lại những công dụng thần kỳ ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Muốn sống khỏe đến già, nhất định phải dùng gạo lứt theo cách này, rất ít người biết. Trong gạo lứt chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng cao và người mắc bệnh gan hay người bình thường sử dụng gạo lứt đều rất tốt cho cơ thể nhờ tính kiềm của nó. Bác sĩ Renee Greathouse đến từ Mỹ cho biết có một trường hợp bệnh nhân như sau. Trước đây có một bệnh nhân ban đầu người này bị sạn mật quá nhiều nên phải mổ để loại bỏ túi mật. Nhưng rồi sau lại phát giác ra tình trạng gan của người ấy cũng có sạn nhiều nên bệnh nhân lại được gửi đi gắp lấy sạn. Tuy nhiên, da mặt và mắt của bệnh nhân cứ ngày càng vàng da, sức khỏe ngày một giảm sút, uể oải và uể oải trong mọi sinh hoạt. Cuối cùng, bệnh viện cho hay bệnh nhân đang ở tình trạng chai gan nặng, uống thuốc chỉ là cầm chừng ủ bệnh vào trong chứ không thể chữa. Nếu chịu giải phẫu để cắt gan thì có hy vọng kéo dài thời gian sống hơn. Nhưng không bảo đảm sẽ khỏi hẳn mà bệnh dễ dàng tái phát, do đó bệnh nhân từ chối giải phẫu. Bẵng đi 3 năm sau, người này trở lại, bác sĩ Rini nhận thấy da mặt ông ta hồng hào đầy sức sống trở lại. Không còn tình trạng vàng vọt như xưa, bác sĩ cho khám lại thì gan đã được tái tạo một cách đáng ngạc nhiên. Khi hỏi chuyện thì người đó cho biết, do may mắn đọc được trang báo nói về tác dụng của việc uống nước gạo lứt rang có thể lọc gan một cách hữu hiệu, ông này liền từ bỏ ngay việc uống thuốc và ăn uống theo chế độ chay tịnh. Rau trái nhiều hơn là thịt cá, uống nước gạo lứt rang thay cho trà, cà phê, nước ngọt. Sau vài tháng, người này thấy có hiệu quả dần dần, tình trạng uể oải, mệt mỏi biến mất. Lấy kinh nghiệm từ kết quả khả quan của bệnh nhân trên khi gan bị chai nặng nhưng được tái sinh thần kỳ nhờ việc uống gạo lứt rang, bác sĩ Renee Greathouse đã áp dụng thử nghiệm cho những bệnh nhân khác với loại nước uống này. Bác sĩ Renee Greathouse đã hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng loại nước uống thần kỳ như sau. 1. Cách rang. Bạn có thể rang gạo lứt bằng nhiều cách. Dùng chảo hoặc máy rang bắp. Dùng máy thì chỉ 5 phút là được, nhưng chỉ áp dụng cho gạo lứt tròn. Nếu gạo lứt dài thì phải rang bằng chảo. Bạn muốn rang cho gạo có màu vàng đậm hay màu nâu, nâu sậm tùy ý, nhưng không nên rang cháy. 2. Cách nấu. Phương pháp nấu tiện và sạch nhất là dùng nồi, để lửa nhỏ hoặc nồi cơm điện loại gang dày. Bạn có thể nấu từ sáng tới tối hoặc nấu qua đêm. Nếu bạn nấu trên bếp thì nước không trong, nhìn đục như nước cơm vậy, không đẹp mắt. Một nồi nước tương đương với một phích nước, bạn có thể cho 2 đến 5 muỗng gạo lứt rang. Tùy người thích uống đậm hay không, đun khoảng 15 phút cho gạo nở hết ra là có thể uống được ngay. 3. Cách uống. Uống thay thói quen uống nước trà, uống khi khát, uống bất cứ lúc nào. Nếu muốn uống nóng thì đổ vô bình thủy giữ nhiệt, rồi uống dần ngày đêm. Kết quả nhận được khi các bệnh nhân uống nước gạo lứt rang. Thứ nhất, uống nước gạo lứt rang giúp thanh lọc gan hiệu quả. Trong gạo lứt chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng cao và người mắc bệnh gan hay người bình thường sử dụng gạo lứt đều rất tốt cho cơ thể. Nhất là đối với những người hay uống rượu, bia thì nước gạo lứt rang có tác dụng giải độc gan rất tốt. Kết quả phân tích máu của những người uống nước gạo lứt rang cho thấy máu được làm sạch, hồng huyết cầu tròn và huyết thanh trong. Các loại độc tố và ký sinh trùng trong máu cũng ít hơn. Bên cạnh công dụng thanh lọc gan, nước gạo lứt rang còn có tác dụng giúp làn da hồng hào, sáng khỏe. Các hiện tượng nhức mỏi vai, đau xương khớp được cải thiện. Chứng táo bón kinh niên cũng bị đẩy lùi. Thứ hai, uống nước gạo lứt rang giúp ngăn ngừa bệnh sỏi thận. Đã có một số nghiên cứu cho rằng chất xơ rất cần thiết giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận.
Nguyên nhân gây ra sỏi thận có thể vì bạn ăn nhiều muối hoặc uống không đủ nước. Khi cơ thể bạn không đủ nước để làm sạch thức ăn thừa và muối bên trong cơ thể bạn sẽ biến thành tinh thể rồi tích tụ thành sỏi thận. Bạn không nên chủ quan vì sỏi thận sẽ khiến bạn đau đớn và gặp nhiều khó khăn khi ăn uống. Đây chính là lý do tại sao bạn nên uống nước gạo rang để có thêm chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn và ngăn ngừa sỏi thận. Thứ ba, uống nước gạo lứt rang ngăn ngừa bệnh ung thư. Nước gạo lứt rang chứa thành phần selen và polyphenol là một trong những thực phẩm chống bệnh ung thư. Đặc biệt, các thành phần này có thể phòng ngừa ung thư ruột kết, bệnh dễ mắc phải khi ăn thực phẩm độc hại. Bạn hãy tập thói quen uống nước gạo lứt rang mỗi ngày để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư tiềm ẩn trong nhiều loại thực phẩm độc hại. Thứ tư, uống nước gạo lứt rang giúp giảm cân. Nhiều người uống nước gạo lứt rang giảm cân như một cách ăn kiêng lành mạnh. Đây là một loại thức uống rất ít calo nên sẽ giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ và đốt cháy calo nhanh chóng hơn. Gạo lứt chứa carbon hydrate phức cung cấp năng lượng thường xuyên cho cơ thể nên sẽ giúp bạn giảm cảm giác đói và thèm ăn. Bạn có thể uống nước gạo lứt rang đều đặn mỗi lần mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu muốn giảm cân hiệu quả thì bạn không nên thêm đường. Thứ năm, uống nước gạo lứt rang giúp kiểm soát đường trong máu. Đối với những người đang mắc bệnh tiểu đường, nguyên tắc giảm lượng đường tiêu thụ mang ý nghĩa rất quan trọng. Việc thay thế gạo trắng bằng gạo lứt sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu sẽ còn tốt hơn nữa nếu bạn uống nước gạo lứt rang giữa các bữa ăn trong ngày. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ lượng nước gạo lứt rang mà bạn có thể tiêu thụ mỗi ngày trong thời gian điều trị bệnh tiểu đường. Thứ 6. Uống nước gạo lứt rang giúp tăng cường sự trao đổi chất. Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Do đó, bạn có thể ngăn chặn các vấn đề về sức khỏe liên quan đến trao đổi chất. Tác dụng của nước gạo lứt rang giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Quá trình trao đổi chất cần chất xơ và khoáng chất để hoạt động trơn tru và sạch sẽ. Điều này cũng giúp bạn duy trì thân hình thon gọn dễ dàng hơn. Thứ 7. Uống nước gạo lứt rang giúp giảm cholesterol xấu. Nếu bạn đang phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe liên quan đến cholesterol, thì nên đưa nước gạo lứt rang vào thực đơn ăn kiêng hàng ngày. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin nên sẽ giúp bạn cắt giảm được các cholesterol xấu. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội đẩy lùi các căn bệnh như tiểu đường, béo phì, huyết áp, tim mạch. Để giảm cholesterol có hại cho sức khỏe, bạn nên uống nước gạo lứt rang thay vì các loại thực phẩm chứa chất béo xấu như thức ăn nhanh, bánh ngọt, thịt mỡ, bơ, kem. Thứ 8. Uống nước gạo lứt rang ngăn ngừa oxy hóa. Gạo lứt là một trong những nguồn thực phẩm ngăn ngừa oxy hóa cao nhất nhờ các loại vitamin và khoáng chất. Nước gạo lứt rang giúp cơ thể đào thải các mầm bệnh nguy hiểm. Tác dụng ngăn ngừa oxy hóa của nước gạo lứt rang còn giúp bạn có làn da khỏe mạnh và mịn màng. Thứ 9. Uống nước gạo lứt rang giúp xương và răng chắc khỏe. Nước gạo lứt rang có hàm lượng magie cao nên là một trong những thực phẩm tốt cho xương và răng. Magie là một trong những thành phần dinh dưỡng quan trọng sau canxi và vitamin D giúp xương chắc khỏe. Bạn cũng có thể bổ sung thêm một số thực phẩm giàu magie vào thực đơn hàng ngày của bạn như rau bò xôi, rau mina, thịt bò, sữa. Thứ 10. Uống nước gạo lứt rang giúp đẩy lùi stress. Stress do áp lực công việc hay các mối quan hệ xung đột chẳng những ảnh hưởng đến tâm lý mà còn gây hại cho thể chất của bạn. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhẹ hoặc là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Nước gạo lứt rang sẽ giúp bạn đi qua những ngày căng thẳng một cách nhẹ nhàng hơn nhờ thành phần chống oxy hóa và vitamin. Bạn có thể thử uống nước gạo lứt rang để bắt đầu một ngày mới hoặc mang đến văn phòng. Đây là loại thức uống lành mạnh, có thể kích thích hormone vui vẻ và giúp bạn cảm thấy thư giãn. Thứ 11. Uống nước gạo lứt rang giúp ngăn ngừa bệnh do axit uric. Axit uric là một hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ sỏi thận. Khi nồng độ axit uric tăng cao, kéo dài trong máu có thể dẫn đến một dạng viêm khớp gọi là bệnh gút. Các hàn lắng động trong và xung quanh các khớp, dẫn đến hậu quả viêm,
sưng và đau khớp, lắng đọng dưới da, có thể hình thành sỏi thận và dẫn đến suy thận. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người cao tuổi sẽ bị đe dọa bởi axit uric. Nếu bạn không duy trì lối sống lành mạnh, bạn cũng sẽ sớm bị axit uric tấn công. Cùng với thói quen tập thể dục và cân bằng chế độ dinh dưỡng, bạn cũng có thể uống nước gạo lứt rang để ngăn ngừa các bệnh axit uric. Các khoáng chất, vitamin, thành phần chống oxy hóa và magie có trong gạo lứt cũng có thể giúp cơ thể kiểm soát nồng độ axit uric. Thứ 12. Chăm sóc da khỏe đẹp bên trong. Bạn không hài lòng về làn da của mình? Hãy thử uống trà gạo lứt rang mỗi ngày để giúp da kiểm soát nước và dầu cũng như giải phóng các gốc tự do bên trong. Bạn cũng có thể đắp mặt nạ gạo lứt một lần một tuần để duy trì vẻ đẹp trẻ trung và khỏe mạnh cho làn da nhé. Thay vì mua các loại nước ngọt hay trà sữa, bạn có thể học cách làm nước gạo lứt rang tại nhà vừa thơm ngon lại lành mạnh. Đây là một loại thức uống cực kỳ đơn giản giúp bạn khỏe đẹp mỗi ngày đấy. Chú ý! Lúc khởi sự uống nước gạo lứt, sau 3-4 tuần, có một số người bình thường ít ăn rau củ hoặc những người nhiều tính nóng trong người do thói quen ăn uống trước kia có thể cảm thấy khó chịu trong người. Đôi khi có người còn bị lở miệng nhưng đừng lo lắng, cứ việc uống tiếp tục vài ngày sẽ hết. Sau đó cơ thể tự điều hòa trở lại bình thường. Quý vị thân mến, cách uống nước gạo lứt rang như trên có thể nhiều người đã biết nhưng cũng có nhiều người chưa biết. Đa số chúng ta đều sử dụng nó thay cho việc ăn cơm trắng với mục đích thực dưỡng hoặc giảm cân. Vậy quay trở lại cách ăn thông thường này, liệu quý vị đã biết cách sử dụng nó đúng cách hay chưa? Những chia sẻ tiếp theo mà Sống Ăn Vui mang tới cho quý vị sau đây sẽ giúp quý vị giải đáp vấn đề này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, lựa chọn gạo lứt phù hợp. Gạo lứt có rất nhiều loại nhưng không phải loại nào cũng có tác dụng giống nhau. Nếu bạn muốn ăn chay, giảm cân, làm đẹp, hãy ưu tiên gạo lứt đỏ. Nếu bạn bị mỡ trong máu cao, các vấn đề về tim mạch, tiểu đường, gan, thận, gạo lứt đen là một sự lựa chọn đúng đắn. Thứ hai, nấu gạo lứt đúng cách. Gạo lứt rất cứng so với các loại gạo thông thường, vì thế trước khi nấu phải ngâm gạo với nước lạnh khoảng 10 tiếng tùy từng loại gạo. Gạo sẽ mau chín, dễ tiêu và loại bỏ bớt độc tố bên ngoài lớp vỏ. Khi nấu gạo lứt cũng phải cho nhiều nước hơn theo tỷ lệ cứ 1 lon gạo, bạn cần 2 lon nước và 1/4 muỗng cà phê muối. Thứ 3. Ăn gạo lứt 2-3 lần một tuần. Gạo lứt rất tốt, tuy nhiên theo bác sĩ khuyến cáo, mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần như một loại thực phẩm chức năng. Nếu ăn nhiều quá sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Với người bình thường, ăn gạo lứt hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng sức khỏe. Với những người dùng gạo lứt với mục đích trị bệnh, nên ăn kèm với muối mè vì nó cung cấp cho cơ thể thêm một lượng axit béo không no cần thiết cho cơ thể. Thứ tư, kết hợp gạo lứt với gì là ngon? Gạo lứt có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác để món ăn thêm đa dạng hơn. Trong đó, muối mè là món ăn đơn giản, nhanh gọn cho những ai không có quá nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, khi ăn cơm gạo lứt, bạn nhớ nhai thật kỹ để một phần thức ăn và cơm được tiêu hóa nhờ các enzyme trong nước bọt. Gạo lứt rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần phải ăn gạo lứt đúng cách để đạt hiệu quả như mong muốn nhé. Như vậy, gạo lứt không chỉ được dùng để nấu cơm mà còn có thể chế biến thành món nước gạo lứt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Hy vọng những chia sẻ từ sự tư vấn của bác sĩ hàng đầu tại Mỹ trong cách sử dụng gạo lứt sẽ giúp quý vị tận dụng tối đa được những lợi ích của loại gạo này để nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho mình nhé.